Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn một cây nho thân gỗ tứ quý lá lớn. Cái cây này thì hoành 19 và cao khoảng 2 m. Hiện tại thì cây đang có quả, đang có rất là nhiều quả. Có quả lớn này, quả bé và có cả nụ cả hoa nữa. Đối với những cái cây nho thân gỗ mà cây đã già ấy, thì hầu như là nó có quả thì lúc nào nó cũng có quả quanh năm luôn. Khi mà cây nó già năm ấy thì nó rất là khỏe, nó ra quả, hoa ra quả quanh năm luôn ạ. Cái nho thân gỗ tứ quý lá lớn này thì đặc biệt là rất là ngọt, rất là ngọt và thơm. Tuy nhiên là hạt thì nó hơi to một chút nhưng mà nó lại rất ngọt và thơm. Có thể là nó ngọt nhất trong các loại nho thân gỗ luôn đấy ạ. Cây này nha cô bác anh chị, hôm nay em sẽ bán kỷ niệm các cô bác anh chị và các bạn xem kênh cái cây này với giá là 5.666.000. 5.666.000 và em miễn phí vận chuyển toàn quốc ạ. Cô bác anh chị và các bạn mua cái cây này thì em sẽ miễn phí vận chuyển toàn quốc với giá là 5.666.000, chỉ hơn 5 triệu thôi, nhưng mà cô bác anh chị và các bạn đã có thể sở hữu một cái cây nho rất là lớn như thế này. Đặc biệt là không phải chịu tiền xe. Tiền xe vận chuyển em sẽ trả. Cây này em gửi toàn quốc nha cô bác anh chị. Cô bác anh chị và các bạn ở tỉnh nào em cũng sẽ gửi đến những nơi mà cô bác anh chị và các bạn có thể nhận gần nhất. Tại vì với những cái cây lớn này thì em sẽ gửi xe tải ấy, xe tải lớn, vì thế mà em sẽ gửi dọc quốc lộ 1 hoặc là quốc lộ 14. Cô bác anh chị và các bạn, nếu mà mọi người ở cách xa quốc lộ ấy, thì mọi người có thể ra đường lấy hộ em. Còn cây to như thế này thì em không thể gửi đến tận nhà bằng hình thức chuyển phát được, tại vì cây chậu rất là to và nặng nữa. Với lại cây to cao như thế này thì chỉ gửi xe tải được thôi. Em sẽ quay toàn bộ cây cho mọi người xem nhé. Thì hiện tại thì nhà em còn mấy cây nho, cũng chỉ còn có mấy cây nho tứ quý nữa thôi. Còn một cây này, cây này thì hoành gốc 22. Cái cây em vừa quay đấy là hoành 19, còn cái cây này là hoành 22. Chiều cao thì cũng chỉ như nhau thôi, tầm khoảng 2 m. Cái cây này thì nếu cô bác anh chị và các bạn mua thì hiện tại thì trong ngày hôm nay em sẽ bán với giá là 7 triệu một cây, cây như thế này. Luôn cái cây này ạ, luôn cái cây này em sẽ bán là 7 triệu một cây. Tất cả ở đây đều là nho thân gỗ tứ quý lá lớn nha cô bác anh chị. Và em còn hai cây như này nữa, hai cái cây như thế này thì là một cặp luôn. Thường thì nho thân gỗ thì từ trước đến giờ em bán theo cặp. Hai cái cây này thì là một cặp. Cô bác anh chị và các bạn mua một cây thì cái cây này em bán 9 triệu, cái cây này em bán 9 triệu một cây. Cây này thì cao 2 m 8, hoành gốc 21 22.
Còn đây là nho 12 vụ. Nho 12 vụ thì vừa mới hết quả. Đợt này mới đang bắt đầu rất là nhiều nụ. Đợt này đang bắt đầu rất là nhiều nụ ạ. Quay lại cái cây này cho mọi người xem nhé. Cô bác anh chị và các bạn nào mà nhanh sẽ mua được cái cây này thì cây thì khá là to, đặc biệt là với cái giá đó thì cực kỳ là rẻ. Cô bác anh chị và các bạn nếu mua thì gọi điện trực tiếp số điện thoại em 0977516966 nhé. Ngoài ra thì nhà em vẫn có những cái loại size nhỏ cây cỡ 1 triệu. Hiện tại thì cây cũng đang có hoa và có quả. Đây, đang rất là nhiều nụ và quả nữa. Cái cây này cao khoảng hơn 1 mét, tán thì rất là đẹp. Những cái cây nho 12 vụ này thì cao hơn 1 mét, tầm khoảng 1m2, 1m3. Em xin phép được dừng video tại đây. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ. Cô bác anh chị và các bạn cần tư vấn về cái loại cây gì thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp vào số 0977516966 giúp em nhé.